Chào mọi người, video hôm nay mình sẽ nói về nầm sữa heo. Nầm sữa thì chắc cũng không còn xa lạ gì với các bạn. Nhưng nầm sữa là gì và làm thế nào để mua được nầm sữa tươi ngon là điều mà không phải ai cũng biết. Nầm sữa hay còn gọi là bệ sữa hay vú heo được cấu tạo từ các mô mỡ và tuyến sữa của heo mẹ. Vì vậy mà nầm sữa sau khi chế biến không những rất thơm ngon mà còn cung cấp rất nhiều dinh dưỡng tốt cho cơ thể, nên giá cả của nó cũng không hề rẻ. Hiện nay thì trên thị trường có rất nhiều nơi cung cấp nầm sữa, từ hàng tươi nóng trong nước tới hàng đông lạnh nhập khẩu từ nước ngoài. Hiện tại theo mình tìm hiểu thì hàng đông lạnh nhập khẩu đang chiếm đến 80% nhu cầu của thị trường trong nước. Vì vậy mà làm thế nào để chúng ta mua được hàng tươi ngon là điều rất nhiều người quan tâm. Sau đây thì mình sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm khi chọn mua nầm sữa nhé. Thứ nhất là nầm sữa tươi sẽ có màu hồng tươi tắn tự nhiên. Nó có độ đàn hồi rất là tốt, bóng nhẹ, mềm mượt, dẻo như hình mình đang quay cho các bạn thấy. Video này mình quay lúc 4 giờ sáng khi mới lấy nầm từ lò về nên sẽ đảm bảo 100% tươi mới. Thứ hai là nầm sữa đông lạnh. Thường thì sau khi rã đông ra sẽ có cái màu trắng tái nhợt nhạt, không có sự đàn hồi, không còn độ bóng và mềm mượt nữa. Các mô mỡ sẽ có màu trắng đục, các tuyến sữa thì có khi còn bị thâm đen và có mùi hôi khó chịu. Nhưng những trường hợp như vậy thì sẽ được hô biếm phù phép qua bàn tay của người bán, thì nó sẽ trở nên đẹp mắt, thơm ngon, hấp dẫn người mua. Vì vậy mọi người cẩn thận khi mua hàng cắt sẵn, hàng ướp sẵn đóng hộp bán trên thị trường nhé. Nầm sữa thì có rất nhiều cách để chế biến, như là nầm sữa xào xả ớt nè, luộc nè, chiên nè, hấp nè, và ngon nhất vẫn là nầm sữa nướng chao. Nầm sữa sau khi chế biến ăn sẽ rất là ngon, mềm mềm, dai dai, giòn sần sật và không bị ngấy. Vì vậy nó rất được mọi người ưa chuộng. Và đây cũng là món mà không thể thiếu trong thực đơn của các nhà hàng quán nướng hiện nay. Các bạn nên chọn mua nầm sữa loại dày, bầu sữa to, tròn, đầy đặn thì ăn sẽ rất là giòn, mềm và không bị dai. Còn loại nầm sữa mỏng, mô mỡ dày, tuyến sữa nó sẽ mỏng đi, dân trong nghề thì gọi là nầm chai, ăn thì sẽ rất là dai, không giòn và ít ngọt nhé. Trên đây là một số lưu ý, chúc tất cả các bạn chọn mua được cho mình nầm sữa tươi ngon nhé. Bấm vào like, theo dõi và bấm vào nút chuông bên dưới để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Trang nhé.